Con kính chào chư vị thiền hữu tri thức. A Di Đà Phật, đây là khóa tu thiền cho người bận rộn. Sáng nay chúng ta có một tiếng để thiền tập sau giờ pháp thoại. Bây giờ con cần có mặt của chúng quay về trong căn phòng này để nghe con hướng dẫn vài lời trước khi mình hành thiền. Nó có mấy bước cơ bản sau đây để mà mình làm việc với cái thân thọ tâm của mình. Trong lúc mình ngồi thì mình phải biết mình làm cái gì á. Con nói khoảng thôi, để chúng cố gắng lắng nghe nha. Bước thứ nhất là mình về nhà mà không hối tiếc, tức là về nhà khỏi cái quá khứ và cái tương lai á. Tức là mình vô chùa là mình buông đi cái mệt mỏi, cái căng thẳng lo nghĩ của mình á. Nhưng mà trong khi mình không có suy nghĩ thì mình đừng có hối tiếc nha. Chứ mình nói đang ngồi đây rảnh rang, không phải suy nghĩ luôn cái chuyện đó, giải quyết luôn cái vấn đề đó, lập luôn cái dự án đó. Đó là mình còn một chút tiếc nuối, mình chưa muốn về hẳn. Về hẳn luôn nha, về và không hối tiếc. Về đâu? Về thấy có chỗ về. Về đâu? Ra khỏi cái tương lai và quá khứ thì mình về thì về đâu? Về cái hiện tại. Về được cái hiện tại là quý lắm rồi đó. Không về được là không hành thiền được. Bởi vì mình sống hoài trên này chứ mình không sống dưới này á. Mình không sống điều cho toàn bộ cơ thể, mà mình sống cho cái si tư ở trong cái vùng tiền trán này. Bây giờ mình về tức là mình phải ý thức được cái căn phòng này, cái thân thọ tâm này. Đó là về, về cái rốt. Người nào có khả năng về được cái rốt, người đó có cái định mình. Còn ngồi xuống bắt đầu nó lang thang là biết nghiệp mình nặng ấy. Là mình sống khổ và cái người bên cạnh mình cũng khổ vì nó lầm bầm biết trên đây. Cái bước thứ hai, sau khi về không hối tiếc rồi thì bước thứ hai chúng ta nhớ nè, là tiếp khách chứ không có bình phẩm khách. Tức là mình về rồi thì nó lầm bầm ở trong đầu, nó suy tư ở trong đầu. Thì lúc đó một cái suy tư là mình nhất thôi, mình đừng có bình luận về suy tư đó. Mình đừng có bình luận về cái hình ảnh và cái suy nghĩ đó là tốt hay xấu, thường hay vô thường, của tôi hay không phải của tôi. Cứ để nó là một vị khách đến, việc của mình là tiếp chứ đừng có mà bình luận. Để mà không có bình luận thì mình phải dẹp cái bình luận viên qua một bên, chỉ cần để lại cái quan sát viên thôi, thấy thôi. Và để quan sát mà tốt, biết cái điều này nè, tức là cái chánh niệm tỉnh giác, cái lặng và chiếu á, nó tạo ra cái tuệ giác minh triết giá trị hơn nhiều với cái tiếng ồn của si tư. Cái tiếng ồn của si tư nó chỉ làm cho mình một chán chường, hai hối tiếc, ba sợ hãi, bốn lo lắng thôi. Mình biết mà, cho nên mới yên lặng. Trong cái yên lặng lâu dài, tĩnh lặng soi chiếu đó, nó tạo ra một cái trí tuệ đặc biệt. Trí tuệ đặc biệt đến từ cái sự tĩnh lặng chứ không phải đến từ tiếng ồn. Mình biết cho mình quý cái đó. Sau mình ngồi khoảng một khoảng thời gian ngắn ngắn và mình chú tâm vào cái phút giây hiện tại một cách tĩnh lặng như vậy, và mình không có phản ứng với những suy tư trong tâm khoảng được 50 phút, thì cái gì trong tâm nó đến nhiều, đến bằng cái tiếng ồn kia mình nghe nè. Cái người bên cạnh mình có cái mùi xịt, mùi hương nè, hay là soạt cho đó của họ, hay là trong tâm mình có cái suy tư gì, miễn là nó tới mà mình thấy mà mình không nói gì hết, cứ để yên nó như vậy nha. Nếu mình làm được như vậy một đoạn khoảng 50 phút thì lúc đó cái tâm mình mới bắt đầu thay 10 chiếc điện thoại rung trên cái bàn thành một chiếc điện thoại rung thôi. 10 chiếc điện thoại rung thì sao? Nó ồn không? Ồn. Trong tâm mình đủ thứ hết, mặc dù mình không phản ứng nhưng mà nó vẫn còn ồn. Bây giờ mình không phản ứng đó, mình đưa cái tâm mình về một chỗ thôi. Đó là về đâu? Về hơi thở. Ok. Đưa cái tâm mình về hơi thở sau khi hai bước mình đã làm ngon lành rồi. Còn nếu như ngồi xuống với cái tâm ồn ào chưa về nhà và còn đang phán xét tốt xấu đúng sai liên tục ở trong cái vùng trán của mình ngồi xuống hơi thở, đó là lý do vì sao khi mình ngồi xuống với hơi thở cái rẹt mà không được, là bởi vì mình chưa có chuẩn bị tốt trên này chứ. Cho nên bước chuẩn bị phải tốt, nếu không ngồi xuống hơi thở nó không có để cho mình yên. Vậy bây giờ mình ngồi xuống đi, mình cứ để cho tâm mình nó thiết lập cái cơ thể mình vững vàng, bình yên cái đây này. Bình yên vững vàng mình cảm nhận được không? Cảm nhận được cái lưng mình nó thẳng, nó không có mỏi không? Cái cổ mình tự cổ lên trên đỉnh đầu, nó có cúi quá không? Nó có ngửa quá không? Nó có lệch trái phải? Một điểm.
tự cột sống mình lên tới cái vai, nó ngửa phía trước không, nó ngửa được sau, nó còn lệch trái phải không, rồi từ cái lòng bàn chân mình lên đến cái mông, nó có tạo ra cái vùng tam giác ngồi vững và đều, nó có chận lên áo lên quần không, thực sự nó có thoải mái và tỉnh táo không? Thoải mái nhưng mà buồn ngủ, không phải thoải mái mà tỉnh táo. Chứ thoải mái là dễ ngủ lắm, nhất là cái giờ này nè, là chúng ta nhắm mắt lại là chúng ta sẽ vào ngủ thiền luôn. Vì vậy hết sức tỉnh táo, mở con mắt ra và hướng nhẹ tới phía trước một chút, hãy nhắm lại là chúng ta đi liền. Nhưng cái định mình chưa mạnh, là bây giờ con thỉnh đại chúng ngồi xuống. Và cái bước thứ hai mà con nói là cái bước rất quan trọng, tức là tiếp khách mà không bình phẩm. Để làm được điều đó, quý vị có hai ba cách sau đây. Cái thứ nhất, nếu giỏi đó thì chú tâm vào cái khoảng giữa của hai suy nghĩ này chưa xuất hiện thì suy nghĩ khác đã kết thúc. Cái khoảng giữa chưa có hai suy nghĩ đó, ở trong đó càng lâu càng tốt, được cái đỉnh đó mà khoảng 5 phút là khá đấy. Cái thứ hai là ví dụ như quý vị ở ngoài cửa kia đi, quý vị là một người tiếp khách, thì khi một vị khách mới vô, quý vị tiếp một vị khách vô nữa, quý vị tiếp và nói chuyện về vị khách cũ, tiếp một vị khách mới bằng cách bình phẩm về vị khách cũ, đó là một sự xúc phạm. Vị khách mới cứ vào hello, không có nói năng gì hết trơn. Một vị khách nữa tới hello, nó chánh niệm tỉnh giác đến cái độ mình không còn thời gian để bình phẩm về cái vị khách đó nữa. Nó cứ liên tục mỗi hơi thở, nó cứ liên tục mỗi cái thứ đến, nó cứ liên tục mỗi cảm thọ, và mình chỉ có ở đó và thấy những vị khách mới liên tục tới, liên tục tới. Nếu không thì mình bùng phẩm một cái, ồ cái này tốt nè, ồ cái này mới xảy ra nè, là một bình phẩm. Thì mình không bình phẩm, mình cứ để yên như vậy. Rồi, đó là hai cách. Rồi cách nữa, nếu tâm quá loạn thì đếm hơi thở. Vào, ra, một, cho tới 10. Mình làm như vậy khoảng 5 phút mà không loạn thì mình mới bắt đầu vào cái hơi thở. Vào cái hơi thở là vào cái gì? Vào cái hơi thở vào, cái hơi thở ra. Hơi thở thứ nhất, Thế Tôn nói vào dài biết, ra dài biết. Nó có hai cái thứ đây, một là ra vào biết, hai là dài ngắn biết. Đặt cái tâm mình lên cái mũi hay là lên cái bụng hay là lên chỗ nào bất kỳ của hơi thở, cái đó không quan trọng. Quan trọng là mình biết cái hơi thở nó đang trải nghiệm. Cái gì nó cho mình biết? Cái trải nghiệm của cái biết nó cho mình biết là cái hơi thở vào hay còn đặt cái chỗ nào đó, là mình đang chú tâm lên cái điểm đặt chứ không phải mình đang chú tâm lên hơi thở. Chỗ này chúng ta ý thức nha, chúng ta ý thức cái hơi thở vào, hơi thở ra, cái đơn giản ngồi làm biết như vậy mà cái tâm nó không loạn, từng hơi vào từng hơi ra. Nếu cái việc thực sự thiết tha là một đoạn khoảng đủ lâu, tự động cái hỷ lạc nó sinh rất là nhanh nhiều. Đó. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu nè, chúng ta điều cái thân trước ba cái điểm, tác cái ý từ khổ lên, tác cái ý từ cuộc sống lên vai, tác cái ý từ lòng bàn chân lên cái mông, và hai cái tay mình thả lỏng như hai cánh con diều hâu vậy đó. Nó vừa đậu nhẹ trên cái cành, thư giãn thả, không có phồng ra hai bên quá, nhưng ý là nó không có hẹp quá để cho cái lòng ngực nó quá chật. Nó thư giãn hết sức ra và lòng bàn tay này để lên lòng bàn tay kia, hai ngón cái chạm nhẹ vào nhau để mình ý thức. Thì nó còn chạm mà hễ mình mất ý thức là lập tức nó rời hai ngón cái ra. Thả lỏng và đại chúng khép nhẹ đôi mắt mà không nhắm, miệng khép nhẹ nhưng răng không nghiến lại, ý thức rất rõ ràng. Và bắt đầu đưa tâm về trên đôi mắt khép nhẹ, đưa tâm về trên đôi môi mỉm nhẹ nụ cười, về nhà hiện tại mà không hối tiếc. Sau khi về như vậy, từ trên đỉnh đầu xuống dưới lòng bàn chân, từ trên xuống từ trái qua phải, tâm không có tán loạn thì quý vị mới bắt đầu đếm hơi thở. Sau khi đếm mà tâm không tán loạn khoảng một đoạn đủ ngọt ngào, quý vị hãy có mặt cho hơi thở vào, hơi thở ra, cứ đủ lâu như vậy, càng lâu càng tốt. Ba nghiệp lắng thanh tịnh, gợi lòng theo tiếng chuông. Nguyện người nghe tỉnh thức vượt thoát nẻo